nghiệp xưa bọn con nữa cái này bà nên dương mà thay toam con ca tầm rạp ca chăn cào bà nên khởi là con với con to pi ca má mà lụ lo bà thông về mình đấy để xa dương thay toam đã chi bà bà khởi đam thông mà chăn cào cứ ca lo bà chẳng nằm bây giờ ban thông lo chẳng dương trời thay toam dạng mấy giờ nằm bây giờ bạn đào nâng về nhưng luôn lo là o mà hay bạn cà mới là o mà bạn khai nét phật đời cà thứ vi miên cồn mà cồn tu chú những dương trời thái tuồng mà bây giờ tu chú nằm cõi nóng to tại dương thái tu những oi bạn là o mà nè mong ổn rồi phật bị cà tới dương cắt đào cho mà bắt đầu tới đọc cồn trên mà bạn nông nghiệp trọ mùi ní miền hồ đỏ đọc đào mà đòn chân trà ơn hói miền côn đọc hàng ca xem tiền bà côn đọc hàng ca ông bà ôn khởi mà bà ôn hàng ca đó thông thông ấy khi một tròn cắt vô thật đam bà cả na dương cắt vô thật đam vì on mùi là dẹp phê là bà bán lụt lo lo mà mình chân rồi vì thi ra mấy cầm ói câu nâng on mà trời vô cây đông vô mà chuộp nơi nâng đào âm nâng tuol để mà đón bạn còn tại vì định dùng vô dùng tích bạn còn tại vô thua ói câu ca nâng mình on hói đọc lụt lo lươn lõ mà đào âm về mà còn là đào âm về ca càng tại tràn mà đào âm về thông thlo thất câu ca làm cái cứ can để chờ ăn mà chẳng tới thay to bạn bây ở đầu ló nhầm vô cây đô máu mà tròn áo chọp cho mũi nâng cột cao cái đế nâng nâng cần trọ tại mà đo mà cắt chanh đi còn cắt cho tận đam của bạn đấy vẫn đấy on mà dạ học sao của lò máu cứ tha ọt lõ đôi để cái nhóm cho đã ao chọp nâng cần trọ nâng thì mà chạm đo thông mình tách đọc chạm vào được là o hói chạm dương cắt vô từ chua tay mà đồ mà rồi mũi coi vô từ đã cần trọ xên mà chẳng rồi thì nâng cứ vô một đã nâng là mấy ao câu nâng đọc bàn là o mà dương cắt vô từ đám sưu và tình thế vì on mùi khai đó mà chẳng dạ phê mùi khai ca để dùng cho ao này cứ đọc khắc đọc cả là mệt bạn ơi hồi vừa tập tài lụt lo thì à, cắt vô tận đàm đâu mà chẳng khơi tha ọt sơ lo mà bởi thưa đôi chân nét cứ lo chiêng mà cứ đọc bàn lo mà chẳng dùng từ vô sai vô một cho ao ở cho từ nâng cây đốn nằm bay ở rừng nâng chặt xin châm đa mà chập thông để xa rư côn để đốt tam đam chẳng biết nơi cả đào viết là ở miền say bờ chuột vô tới chỉnh trầm chẳng tới cho phao cây đầu nó là đào bây giờ miền xa thì chỉnh trầm xa ông cho rư nắng ban đốt lụt lo lườn mà dạ bên một khai để dương vô tới đám một khai chúng cá đốt toàn bạn lo thì bạn còn đại bờ sân gì dương cho nơi nâng cây đầu chẳng dạ bên một khai vì tật bày tật khá lâu đó cả là mạnh mà khởi người ta khóc nên chẳng ngày mùi gì bì và chẳng khởi thờ được chứ này bạn lo chiếc mình ta dư đủ vô hay nâng miền tròn lần này lần nào mình tách bạn và mình ta mấy đế ở tại lõ nẹ đám cứ tròn bạn lõ bạn không thơ bày ở bạn lõ mà trong phao chân máu bông ổn mà cây đồn muối cứ pi đào đào về để đọc thông mình tay tới dương lên on này bạn chạy được chỗ lấy cứ lên on này chẳng dương cắt giờ từ đầm này cái trọ xì bàn mà tròn chân máu bông ổn mà bạn vô cây đồn vô được thông mà cái nào được tới chúng cá bờ đại nừng đàm cao cái đế cái thưa ơi bạn mà bạn có on này mà
chúng dùng trộp cái đầu bị lửa má mà tròn rất chọn cho má ông bố mà cái đầu một con giống bạn bị đào mà bị đào nó dùng cả tới giờ tận đặt cái trộp mùi tiết xế bạn một cùm tiền là mồm mà trong chú chật đặt cái trộp liền thông thông rule time mà về để câu ca hỏi đọc con chẳng nhưng đã sẽ cây đồn thèm tới bàn con ca nắng đọc bàn lộ đồ dương thèm chi chẳng mà thèm sẽ cây đồn và phụ sẽ cây đồn nó về chả tới phục hồi ở tới và bị sụt cho tới cỏ chẳng dương ai thèm mà thèm phụ sẽ cây đồn nít cứ tăng vì mê mê môn máu để tranh ca hỏi bà cho bọn đầu tới đọc cuốn vì ở sơ lò chân sự chất thèm hay chăm chân nằm cái nói vì chân nằm ăn dựng đầu mà đò và chân miền bụ miền buồn pram đá mà phần đá chân cho bạn để buồn đá mà đã cây đầu vì chẳng tới lúc câu nơi khăn lơ nó còn trọ nó đọc đá mà mồm đó thông tới mà chân đã côn đã thẻ mò nóng buôn pram đàm tiết dựng đã đọc chân tới vì thông lươn mà thông lươn hơi lõ bên bàn bụi bàn lõ tiết mà chân làm cái đó cứ dựng bàn phò lõ mà cả cái chân này nó bây ỏi thơ mất ỏi bàn lõ mà cái đam tư ọt lõ cứ như ở miền thực chất trong đam thế mà đam tư lõ như miền thực chất trong đam bà chọn rất mấy công ao tăng khăng pế bà cái na khăng pế như thế ấy bạn đào mà chẳng tiền luôn nó chọn là mồm mà này là mồm tới bà nông thôn có mồi tài cơ cho bỏ máu gì vô tới bà này mà bây giờ rước thang ấp cho tới nâng cây đốm đó về đi tới dạ về mùi dạ tới cứ chạm chỗ tới khăn ông cây đốm nó cứ chắp đau lọ rồi bà cả na lọ mưa hỏi là mồm hỏi để thà lên on nói dương ai cắt vô tới đã nâng cần trọp xây bàn mà và đam cao cái đấy cứ đôi chia đồng nam dương chẳng cứ dương rồi thèm được thèm cây đông thèm chi mà một cô kriem sau đó tật co mà vừa tật là miệt của ban hay là mà sao sầm bọ bông mòn dương đã bàn là chi bọ cao cái đấy vitamin B on cô trời cả đây mà bông mà ca orchid tơ ca vitamin B on tràn đầy mà vitamin B on cứ nơi khăn ông tắc ông co mà cất tụ mà miên vitamin B on nơi khăn ông nóng của miên mà bạn bông ôn khởi nhưng mà câu nó khăn lơ nó cứ đọc chân bị đau nó cứ tràn này mà chân chân trở thêm cây đầu mà nằm bay ói côn đọc bàn lò của cá ní nơi khai buồn nằm cao tranh cá mà đoàn tiết mà cả na đọc bàn clay mà cá clay clay đọc bàn về cá bàn về đam thống cá thống đam tuổi cá tuổi mà và mình copy tầm năm xem thế đại dương thai mà dây đại thế mà của cả đam đó cứ trời tài miền cả thai chi thai ấy chẳng mà tại tầm năm cá cứ còn tại ở miền đây mà đã tại sự cây đông chung mà chung đã tới cứ ở phục hồi gì mà cứ nở bàn yếu mà hồi tại cây đông tại bên nó mà chung đã mán ở phần nâng đất đài mà
bà chong bàn hai bông bông người bà chong chẳng bà hỏi dương vô tật chua cả lại nè đam đồ đà viên tới mà một khai rồi mà ai cắt vô tới đam bà này mà chạm đó về cắt đam khi em đang thọ video mới tiết mà bạn là hai tí là tập hóa đấy thưa mà bạn chẳng là bạn ốc quân bóng ôn ốc nia mà tam nan tu sân video khi em bạn bị đam đó chọc bạn xung chun po xung năng lo xung phim lo bạn lại nó quân đó bóng ôn bạn.